cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Hé lộ tội ác trùng rợn của Kamala Harris khi còn là tổng trưởng lý California khiến cả thế giới phẫn nộ. Kính thưa quý vị, một cơn địa chấn truyền thông vừa làm rung chuyển nước Mỹ, tiết lộ tội ác kinh hoàng mà Kamala Harris khi còn giữ chức tổng trưởng lý bang California đã gây ra vào năm 2010. Cụ thể, vào năm đó, Kamala Harris đã chỉ đạo một cuộc đột kích nhằm vào David Daleden, người sáng lập Trung tâm Tiến bộ Y khoa CMP, người đã dũng cảm phơi bày hành vi tàn nhẫn của tổ chức Planet Parenthood trong việc buôn bán các bộ phận thai nhi bị phá bỏ. Thay vì điều tra hành vi buôn bán nội tạng thai nhi bất hợp pháp của Planet Parenthood, Harris lại quyết tâm bịt miệng nhà báo đã đưa sự thật ra ánh sáng. Câu chuyện trúng động này bắt đầu vào năm 2015 khi Daleden đóng giả là một nhà bán buôn phòng thí nghiệm đã bí mật ghi âm các cuộc trò chuyện với các quan chức cấp cao tại Planet Parenthood Coast, bao gồm tiến sĩ Anne schultz Eddy, giám đốc y khoa và Tram Nguyen, RN, phó chủ tịch phụ trách tiếp cận phá thai của chi nhánh. Trong video này, các nhân viên của Planet Parenthood đang thảo luận về việc bán các bộ phận cơ thể từ thai nhi ở giai đoạn cuối một cách vô cùng thản nhiên. Theo trung tâm tiến bộ y khoa, nơi thực hiện đoạn video bí mật tổ chức tại chi nhánh Houston. TX đã mô tả việc sinh ra những thai nhi đủ tháng còn nguyên vẹn và còn sống, sau đó cắt xẻo cơ thể để che đậy hành vi vi phạm luật phá thai khi sinh một phần của liên bang, trong các cuộc trò chuyện về việc bán các bộ phận cơ thể của thai nhi. Vào năm 2015, Liên đoàn Phá thai Quốc gia, đại diện cho tổ chức Planet Parenthood, đã tìm kiếm lệnh cấm của liên bang để ngăn chặn việc phát tán thêm đoạn phim này. Vào tháng 3 năm 2016, chỉ hai tuần sau cuộc họp với các quan chức cấp cao của Planet Parenthood có liên quan đến các video. Harris đã ra lệnh cho các đặc vụ từ Bộ Tư pháp California đột kích căn hộ của Deladen và thu giữ các video, về cơ bản là ngăn chặn việc công bố chúng cho công chúng. Theo tờ New York Post, cuộc đột kích có sự tham gia của 11 nhân viên Bộ Tư pháp tiểu bang được trang bị súng trường và chó nghiệp vụ K9. Thay vì điều tra các hoạt động bất hợp pháp của Planet Parenthood, Harris đã mở một cuộc điều tra hình sự chống lại Trelladen và Trung tâm Tiến bộ Y tế CMP. Và cuộc điều tra này đã kéo dài gần 9 năm. Đây không chỉ là một cuộc tấn công vào một nhà báo, mà còn là một cuộc tấn công vào tu chính án thứ nhất và quyền của công chúng được biết sự thật về những gì diễn ra sau cánh cửa đóng kín của các phòng khám phá thai. Hành động của Harris là một nỗ lực rõ ràng nhằm bảo vệ các đồng minh chính trị của bà tại Planet Parenthood, ngay cả khi bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp gia tăng. Sau đó, David Deladen đã đệ đơn kiện Kamala Harris, cáo buộc bà đã âm mưu vi phạm quyền công dân của ông thông qua một vụ truy tố giả mạo khi bà còn là tổng trưởng lý California. Vụ kiện cũng đeo tên Xavier Becerra, cựu tổng trưởng lý California và Planet Parenthood là bị đơn. Theo đơn kiện của Fox News, khiếu nại này nhằm đòi công lý cho một âm mưu trắng trợn chưa từng có và đang diễn ra nhằm sử dụng có chọn lọc luật ghi hình của California như một vũ khí chính trị để dập tắt những lời nói không được ủng hộ. David Trailaden trở thành nhà báo đầu tiên bị truy tố hình sự theo luật ghi âm của California, không phải vì phương pháp ghi âm video mà ông sử dụng trong quá trình điều tra, vốn phổ biến trong báo chí điều tra tại tiểu bang này, mà vì cuộc điều tra của ông đã tiết lộ và công bố nội dung gây sốc mà tổng trưởng lý California và những kẻ đồng phạm tư nhân muốn che đậy, báo cáo cho biết thêm. Theo thông cáo báo chí năm 2020, luật ghi âm của California cấm quay video bí mật các cuộc trò chuyện bí mật mà bên thứ ba không thể nghe lén được. Vụ kiện ghi lại nhiều ví dụ gần đây về việc các hãng tin tức California quay video bí mật, thậm chí ghi lại các cuộc trò chuyện mà người khác không thể nghe lén được, mà Tổng trưởng lý không bao giờ truy tố. Tổng trưởng lý California thừa nhận trong hồ sơ rằng chỉ có Trelladen cùng với những người ghi âm bí mật khác bị buộc tội vì các video của mình, vì những bản ghi âm đó đã được chỉnh sửa để tăng thêm tính gây sốc và do đó Deladen có tội nhiều hơn so với các nhà báo khác. Và sau đó, trong quá trình thẩm vấn về các yếu tố của luật ghi hình video được sử dụng để truy tố tại phiên điều trần sơ bộ năm ngoái, Tổng trưởng lý California đã tuyên bố tại tòa án công khai rằng không có định nghĩa nào về bí mật trong luật về ghi hình video. Trên thực tế, luật ghi hình của California định nghĩa giao tiếp bí mật tại 632C. Tổng trưởng lý California đầu tiên thừa nhận rằng Họ đang thực thi luật ghi hình video chỉ dựa trên cảm nhận của họ về thông điệp được công bố, và sau đó thừa nhận thêm rằng họ thậm chí không cố gắng tuân theo văn bản của luật như đã viết. Daleden lưu ý, việc đưa tin bí mật của CMP đã được xác nhận bằng việc truy tố thành công các vụ mua bán bộ phận cơ thể thai nhi mà chúng tôi đã báo cáo ở miền Nam California. Nhiều cuộc điều tra của Quốc hội và phân tích video pháp y, mọi phóng viên đều có quyền theo tu chính án thứ nhất để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các phát hiện của họ đặc biệt là khi những người có quyền lực chính trị không đồng ý với họ hamid k Dillon, cố vấn chính về khiếu nại tuyên bố các luật liên bang về quyền công dân của chúng tôi được ban hành sau những giai đoạn đèn tối nhất trong lịch sử quốc gia chúng rất phù hợp với cuộc khủng hoảng quyền công dân hiện tại mà chúng ta đang phải đối mặt thời điểm mà các chính trị giao quyền lực cho phép những người bảo trợ lợi ích đặc biệt của họ ra lệnh truy tố theo lệnh riêng vi phạm các quyền hiến định cơ bản và làm như vậy ngay cả khi biết rằng hành động của họ là vượt quá thẩm quyền. Bắt đầu dưới sự lãnh đạo của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hiện tại Kamala Harris, văn phòng tổng trưởng lý California đã nhắm vào bài phát biểu của Trey Liden theo luật ghi hình theo sự thúc giục của Planet Parenthood, Liên đoàn Phá thai Quốc gia và STEM Express, một công ty thu thập mô thai nhi có mối quan hệ sâu sắc với ngành phá thai chuyên nghiệp. Trong khi tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ, Harris đã có một cuộc họp bí mật trực tiếp với các giám đốc điều hành của Planet Parenthood tại Los Angeles, bao gồm cả các nhân chứng trong cuộc điều tra của bà, để thảo luận về các vấn đề trong cuộc điều tra như một phần trong chương trình nghị sự chính trị của Planet Parenthood tại California. Hai tuần sau, nhà của Traladen đã bị bộ tư pháp California đột kích. Các báo cáo của bộ tư pháp California tiết lộ rằng họ đã được luật sư Beth Parker của Planet Parenthood, một bị đơn trong vụ kiện chỉ thị tịch thu các máy tính được sử dụng để sản xuất các video. Năm ngoái, Planet Parenthood và Liên đoàn Phá thai Quốc gia đã cố gắng trang thiệp vào vụ truy tố Jeladen của Tổng trưởng Lý để chỉ định cách ông được phép trình bày biện hộ của mình. Luật ghi âm của California bao gồm sự bảo vệ tuyệt đối đối với các bản ghi âm được thực hiện, nhằm mục đích thu thập bằng chứng về tội phạm bạo lực và Planet Parenthood và NAF muốn chặn bất kỳ bằng chứng hoặc lời khai nào có thể tiết lộ hành vi phạm tội trong các chương trình mô thai nhi của họ. Việc công bố các video bí mật của CMP đã dẫn đến hai cuộc điều tra toàn diện của Quốc hội, một cuộc điều tra tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện và một cuộc điều tra tại Ban điều tra chọn lọc của Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện. Hai cuộc điều tra đã đưa ra hàng chục lệnh giới thiệu hình sự cho Planet Parenthood và các đối tác kinh doanh của tổ chức này vì đã chuyển giao các cơ quan và mô của thai nhi bị phá thai để đổi lấy sự cân nhắc của giá trị trái luật. Vào tháng 12 năm 2017, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã mở một cuộc điều tra liên bang về Planet Parenthood, STEM Express và những tổ chức khác dựa trên các giới thiệu từ quốc hội. Hai đối tác kinh doanh của Planet Parenthood tại quận Cam, CA, sau đó đã thừa nhận tội bán các cơ quan và mô thai nhi bị phá thai từ Planet Parenthood trái luật trong một thỏa thuận giải quyết trị giá 7,8 triệu đô la. Và biển lý quận Cam ghi nhận báo cáo bí mật của CMP đã thúc đẩy vụ án thành công. May mắn thầy, vào tháng 5 năm 2024, tòa án quận san francisco đã phán quyết rằng không thể ngăn cản cmp tái bản bất kỳ cảnh quay nào được quốc hội triệu tập